chú anh chị, thì ngày hôm nay thì mình sẽ cùng đi thăm một cái vườn. Dạ, cái vườn này á, thì đang là cây năm và đang chuẩn bị lên cây sáu. Thì các anh chị cũng thấy cái màu của cái lá cũng như là cái cây, thì các anh chị thấy cái màu lá thì nó cũng sáng đẹp, nó xanh và nó rất là bóng. Còn bên cạnh đó thì cái gốc á, thì nó nở, nó nổi gân. Nói chung là nhìn cái gốc rất là sáng, rất là đẹp. Thì cũng xin thông tin thêm, cách đây là khoảng 2 tháng thì cái vườn, 2 đến 3 tháng trước á, thì cái vườn này á, nó đã từng bị cái triệu chứng là bị cái tình trạng mà bị sử dụng cái phân thuốc thuốc cỏ lưu dẫn hơi quá liều. Chính vì thế nó ảnh hưởng cái bộ rễ, nó làm cho chết cái rễ cám cũng tương đối là nhiều. Chính vì thế á, là sau một cái quá trình mình đã chăm sóc lại thì hiện tại thì cái cây của mình nó đang xanh rất là tốt. Vì để ngày hôm nay á, thì Mr. Cô xin giới thiệu cho các cô chú anh chị của mình á, những cái công việc mà để mà bên mình đã thường làm để mà chuẩn bị cho lấy một cái đợt cây mới. Thì đối với cái việc mà lấy cây thì đây là một trong những cái việc quan trọng, và đặc biệt á, cái thời điểm mà cây năm lên cây sáu á, thì các anh chị cũng biết á, là lấy cần phải có sự đồng loạt. Tại vì cái dự kiến á, là mình sẽ làm bông cây 7 cho cái vườn này, tại vì qua tương đương qua Tết á, thì mình cần phải có cái sự mà ra hoa, ra đọt tập trung, hay là tập trung để sau này khi chúng ta làm bông á, thì đảm bảo về cái năng suất cũng như là cái cây của mình nó sẽ có đủ lực và không có bị mất sức. Thì một số công việc của mình sẽ thường làm á, thứ nhất á, là trước khi các anh chị cái giai đoạn bình thường á, thì mình sẽ thường á, tưới phân là mình chia ra là khoảng là 15 ngày mình sẽ tưới cho một cử. Là thường là mình sẽ tưới phân khoảng chừng 10 đến 15 kg kết hợp với là khoảng một chai kết hợp với một chai kích rễ và khoảng 2 kg humic. Đó là cái giai đoạn bình thường. Còn nếu như cái giai đoạn mà gần chúng ta chuẩn bị lấy cơ, chẳng hạn như vườn này chuẩn bị lấy cơ, thì thường mình sẽ đun vô cái giai đoạn là khoảng là 10 ngày mình sẽ tưới phân một lần. Thì mình cũng giữ cái liều lượng phân là khoảng 10 đến 15 kg phân kết hợp với là khoảng một cây kích rễ và khoảng là 3 kg humic để mà mình đun để cho cái cây của mình á, các anh chị cũng thấy cái màu của nó rất là bóng và xanh, thì nó sẽ đủ lực. Thì đó là công việc thứ nhất. Và cái công việc thứ hai nữa, trong cái đặc biệt là trong mùa mưa, thì các anh chị biết là mùa mưa là mùa mà rễ rất là nhiều. Chính vì thế mình khuyến cáo là các anh em nên là gãy cái dôi trên cái mặt liếp. Rồi sau đó, đó là công việc thứ hai. Rồi cái công việc thứ ba nữa là mình sẽ bắt đầu mình phun thuốc rễ cũng như kết hợp với cái thuốc mà điều hòa sinh trưởng, kích thích sinh trưởng, để cho mà cái mầm của mình nó đủ cái lực để sau khi chúng ta cắt, chúng ta phổi thì nó sẽ bắt đầu ra đồng loạt. Thì các anh chị nhớ là nhớ phun thuốc rễ trước. Rồi sau đó, sau khi mà chúng ta phun cái giai đoạn thứ ba là phun thuốc rễ và kết hợp với kích thích sinh trưởng, thì thường là mình sẽ cho sử dụng cái sản phẩm là kích thích sinh trưởng, đó là chính là cái Ademon. Cái Ademon này đây là một cái sản phẩm mà kích thích sinh trưởng. Cái hàm lượng của nó thì cao hơn so với những cái sản phẩm mà cùng phân khúc, chẳng hạn như là các sản phẩm cùng phân khúc á, thì cái liều lượng của nó là tầm khoảng là 1.8. Tuy nhiên đối với sản phẩm Ademon thì nó sẽ là 2.2. Nó cao hơn so với cái sản phẩm cùng phân khúc. Chính vì thế mình hay lựa chọn cái sản phẩm này vô cái giai đoạn mà kéo, vô giai đoạn để kích thích chồi. Rồi sau khi anh chị mà kích thích chồi với lại phun thuốc rễ xong, thì các anh chị có thể là mình quan sát thì khi nào cái cây của mình nó lên tỷ lệ là khoảng là 60 đến 70%, thì các anh chị có thể là mình tiến hành mình phổi, hoặc là mình tiến hành mình cắt cơi, cắt đọt để cho nó ra đồng loạt. Và lúc này á, thì cái lượng cơi của mình cần á, thì cũng không quá nhiều. Thì nói chung là cái lượng mà cơi nó lên là khoảng chừng 15-20 cơi là đủ. 15-20 cơi, dao động cỡ như đó. Tại vì một số cái cơi nó không ra được, thì cái nó thì mình để đó, sau này nó sẽ trở thành một cái mầm. Thì sau này trở thành một cái nhánh trà để mà nó phục vụ cho cái việc mà ra bông sau này nuôi trái. Thì đợt này nói chung là mình lên cây 5 lên cây 6 thì cái lượng cơi của mình lên trên thì cũng không cần nhiều. Tuy nhiên thì cũng có số anh thì thích cái tàn á, tàn dù. Chính vì thế thì nếu mà lên nhiều thì mình muốn làm tàn nhiều á, thì mình muốn lấy tàn dù thì mình sẽ cho ra cái lượng cơi là nhiều. Còn nếu mà anh chị muốn thả cơi lên chút xíu á, thì các anh chị có thể là lấy cơi ít. Thì tùy theo mỗi ý thích của mỗi anh chị. Dạ, thì sau khi mà mình lấy cơi xong thì các anh chị nhớ là sau khi cắt hoặc là phổi rồi thì các anh chị nhớ là các anh chị phải phun cái thuốc di khuẩn cũng như là kết hợp với thuốc nấm liền. Tại vì trong cái quá trình mà chúng ta cắt thì cái cây của mình nó sẽ để lại những cái vết thương. Thì trong cái mùa mưa
thì cái điều kiện thuận lợi cho cái nấm và vi khuẩn phát triển, chính vì thế mà chúng ta cần phải phun liền để mà quản lý những cái đối tượng này. Nếu mà như chúng ta không phun á thì nó sẽ tấn công vô cái mạch của cái nhánh trà, và sau đó thì nó gây ra cái tình trạng đó là bị chết trà, chết cái nhánh gỗ của mình. Gây sau đó thì nó sẽ thiệt hại tới cái số lượng trà của mình cần lấy, đặc biệt là những cái nhánh mà nhánh to to thì nó sẽ rất là dễ bị nhiễm cái vi khuẩn hơn. Chính vì thế mà anh chị lưu ý là sau khi chúng ta cắt cây hoặc là chúng ta thổi tược thì mấy anh chị lưu ý là cố gắng sắp xếp để chúng ta phun một cái bữa thuốc bệnh cho nó. Và đồng thời bên cạnh đó thì chúng ta tiếp tục kết hợp cái sản phẩm kéo, các anh chị thường có thể là sử dụng cái Anemon kết hợp với lại cái sản phẩm là G3. Hai sản phẩm này là kéo rất là tốt và nó mau ra. Bên cạnh đó thì các anh chị lưu ý là hạn chế sử dụng những cái loại phân bón lá, những loại phân bón lá mà nó quá giàu đạm, đạm nhiều, đạm có thể đạm tổng số là khoảng là 10 đến 15% thì đạm tương đối là nhiều. Trong cái mùa mưa mà chúng ta sử dụng phân bón lá đạm nhiều đó, thì nó sẽ gây ra tình trạng đó là chúng ta cái cây của chúng ta sẽ rất là dễ bị gẻ gẻ lá, và khi đó thì chúng ta quản lý nó rất là mệt, rất là cực. Khi mà cây mà mùa mưa mình cung cấp nhiều đạm, nó xanh nó tốt thì lá nó mỏng, thì sau đó thì sao nó bị nấm, bào tử nấm và cũng như là vi khuẩn nó đánh rất là dễ. Và đặc biệt á, là lá nó mỏng quá thì nó khi mà gió nó nhiều thì các anh chị cũng biết gió nhiều là nó cũng gây ra một cái vết thương, rồi sau đó là cơ hội cho nấm và vi khuẩn nó tấn công vô những cái lỗ vết thương hoặc là cái lỗ khí quản, nó làm cho cái cây của mình nó bị gẻ là nhiều, tương đối là nhiều. Thì các anh chị lưu ý ha, thì đó là một số cái công việc mình đã thực hiện. Thì bên cạnh đó thì trong cái giai đoạn mà khi mà cái cây của mình nó ra đọt thì các anh chị nhớ là phải tập trung quản lý cái con sâu dễ bùa với lại cái con gầy mà nó sẽ gầy cũng như là cái con nghiệp sáp, thì đây là những cái đối tượng mà cực kỳ quan trọng trong cái giai đoạn mà cây của mình nó ra cây mới. Nếu như trong mùa mưa này á, anh chị quản lý cái con sâu cuốn sâu dễ bùa mà nó không tốt á, thì nó để lại những cái vết dễ bùa, rồi sau đó khi mà lá cam của mình già thì từ những cái vết thương này thì nấm cũng như là vi khuẩn nó sẽ tấn công vô, thì nó sẽ làm cho cái vườn của anh chị mình á nó tiếp tục nó bị gẻ, tại vì chủ yếu là nó tấn công từ gẻ, tấn công từ những cái vết thương. Thì trong vườn này thì anh chị cũng thấy thì cái việc mình trong vườn quản lý mà về cái gẻ thì cũng tương đối là tốt, cũng có gẻ nhưng mà cái một số thì trong mùa mưa này thì một số chấp nhận được, cũng có số cây cũng đã bị gẻ nhưng mà nhìn tổng thể chung á thì cái tỷ lệ nó không nhiều. Nói chung là trong vườn cũng thường hay áp dụng những cái sản phẩm chẳng hạn như là cái sản phẩm thuốc gốc đồng rồi kết hợp với là Casuga Dạ. Nhìn cái dàn lá cũng tôi nói là đẹp. Thì nói về cái sản phẩm mà kích thích sinh trưởng của nó là Mr. có cập nhật đó, thì các anh chị á biết đó là cái ngoài cái những cái thành phần mà nó kích thích sinh trưởng thì bên cạnh đó thì nó cung cấp thêm cái silicon. Silicon là một trong những cái phụ gia để nó giúp cho cái cây của mình á khi mà phun lên thì nó tăng cái khả năng mà nó bám dính. Chẳng hạn như các anh chị có thể là kết hợp kích thích sinh trưởng này kết hợp với cái thuốc trị bệnh gẻ, khi mà phun lên á thì nó có silicon thì nó tăng cường cái khả năng mà nó bám dính cái thuốc bệnh của mình nó nằm ở trên cái cây, thì nó hạn chế nó tình trạng nó bị rửa trôi. Dạ, thì nó hạn chế cái tình trạng mà nó bị rửa trôi, thì như vậy là thuốc mình á thì được cây nó hấp thu rồi hầu như là tốt. Hoặc là sau khi mà anh chị thấy á, là sau khi phun rồi lỡ trời có mưa thì như vậy á nó có cái thành phần đó là phụ gia là silicon, thì có thể là nó giúp bám dính tốt. Thì sau khi mà chúng ta phun khoảng tầm từ nửa tiếng đến 1 tiếng đồng hồ mà lỡ trời có mưa lớn gì nữa thì mình cũng yên tâm là thuốc nó vẫn bám được ở trên cái lá. Và đặc biệt á, sau khi mà anh chị phun cái dòng sản phẩm này á thì các anh chị sẽ thấy á là cái độ bóng của cái lá thì nó sẽ khác, tại vì có thêm silicon thì cái màu lá của mình nó sẽ bóng hơn, nó sẽ nhìn thấy đẹp của mắt hơn. Đó là cái điều mà hầu hết có nhiều anh chị rất là mong muốn khi mà cái cây của mình lá nó bóng mượt mởn như vậy. Thì đó là một số cái mà Mr. Cool hôm nay chia sẻ với cô chú anh chị mà sau khi thăm cái vườn cam mà cây năm chuẩn bị lấy cây sáu, hiện tại là cây của mình nó khoảng chiếm tỷ lệ khoảng 10% là nó đang nhú lên, đang nhú chơi, nó đang nhú chơi bút bút. Thì chắc có thể là trong thời gian tới khoảng chừng tuần lễ nữa hoặc là 10 ngày nữa thì bắt đầu sẽ nó lên gọn, thì mình sẽ tiến hành
cắt hoặc là tiến hành phổi. Thì kính chúc anh chị có một cái ngày làm việc vui vẻ. Xin chân thành cảm ơn.